can I ask the Lord? Lord, where do I go? Do I go? Thật ngạc lòng, lọc lòng thẹt. Mikey, này là một cái beat này là một rap. Tao thì quan trọng là nhạc hay, thứ còn lại là phụ ăn đủ đủ. Tao mong những thằng làm nhạc ngu chết con mẹ trong phòng thu. Và đến giờ phải đi ngủ như mấy thằng đồng ngũ. Mà giọng tao rất tự nhiên, thằng nào bảo tao gồng. Dậy sớm để thành công, chào buổi sáng và một giờ chiều. Châm lên điều thăng long, hít vào thở ra đỡ thiếu. Mà đi bại với anh rapper giờ kiểu anh em tao láo chơi vần đảo. Tao thì vẫn là tao, vẫn cúc đất phù mẹ đi cấy cho cá ăn bên bờ ao. Nhạc tao thì khá nguyên nào, tao thích giả vẻ khờ khạo đi sao. Rap như kiểu chỗ trống điền vào, làm nhạc kiểu này cho đỡ phiền não. Hiểu không? Hiểu. Nhạc cái để chiêu nghĩ thôi. Hiểu không? Chiêu. Phải biết coi đây là cái năng lượng. Vơ hai nhá. Nhạc tô hài bố mày phi sờ lờ tai. Ông mai ông ỉm tung tầm đá năm, khán giả chờ mãi. Thông tin là đang trốn nợ, nhạc nhẽo làm ngơ. Ông cấp biện hộ cho việc làm sai, lý do bận thở. Khi mà kiểm tra file máy tính, mai có gần trăm bài nhạc. Rapper kiểu đéo lên kênh YouTube toàn hát. Thôi nha. Đủ rồi đấy. Giờ chơi thật này. Gang, gangster. Yeah. Chúc mừng anh.